đang đứng ở cái bảng chính của cái trụ sở, cái headquarter của công ty Facebook. Ok, nhưng mà hiện nay công ty Facebook đã đổi tên thành Meta. Ok, và đây là một trong bốn ông lớn trong ngành công nghệ của Mỹ cùng với Facebook, đó là Apple, đó là Google và đó là Amazon. À, có thể nếu mà tính thêm một ông lớn của ngành công nghệ của Mỹ đó là Microsoft, thì đây là một trong những cái trung tâm lớn. Và quý vị biết Facebook hiện nay có rất nhiều tỷ tín đồ, trong đó mình cũng là một trong những tín đồ của Facebook, và mỗi ngày mình nạp bài, gần như mình nạp bài cho Facebook trong suốt 10 năm qua. Thì hôm nay mình sẽ đến mình thăm trụ sở của Facebook. Ok, quý vị sẽ theo chân mình để tham quan một vòng headquarter của Facebook tại California. Và bởi vì hiện nay là dịch cho nên hả, cái campus này nó đóng, nó chỉ cho nhân viên vô làm thôi. Thì mình sẽ quay một vòng bên ngoài để quý vị có thể theo dõi ha. Ok, welcome to Facebook Meta now. Hello quý vị, trước mắt của chúng ta đó là cái trụ sở headquarter của Facebook. Đây là một cái park. Nếu mà mình đi từ Sacramento lên đây á thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ở đây thì nó nằm gần San Jose hơn ha. Và ok, quý vị sẽ theo chân chúng tôi sẽ cố tình quay lại được phần nào hay phần đó về cái headquarter của Facebook.
Instagram, nó nằm cách cái Facebook Headquarter cũng không xa em thưa quý vị. Logo của Instagram, một trong những công ty con của Facebook, thì cái nơi này nó nằm cách ở headquarters của Facebook ở Menlo Park khoảng 5 phút. Okay. Đây là một công ty.